Ủa chị đâu cơ? Hình như chị là cái ống hút không. Yeah, okay. Can Yes. you see my screen now? Oh. Yes. Not book. Mời các bạn mở chat box. Question 1, let's see. Question 1, what is this? Now, 5, 4, 3, 2, 1. Rất nhiều bạn chọn đáp án 3. Cô và chúng ta cùng check. This is a notebook. Good job. Next question. It is Don't say, pen. Don't say. Các bạn mở chat ra và nhắn cho cô kết quả của chúng mình. 1, 2 or 3. Chúng mình chọn đáp án nào? Mỗi bạn chỉ góp một số thôi. Ok. Thanh Chi, Phương Nhi. Phương Nhi just type one number. Tiến Hùng, Thảo Nguyên, you all choose one. Candy, Minh Huế, Tuấn Minh. Good job everybody. Now next question. I have four books. Now, 1, 2 or 3. I have four books. Tiến Hùng, Thảo Nguyên, Thanh Chi, Tuấn Minh, Candy, Gia Hân, Thùy Trâm. You all choose two. Good job everybody. Now next question. Xem chúng mình có trả lời đúng hết 20 câu không nha các bạn nhá. Five, four, three, two, one. Mộc Miên, Gia Hân, Thùy Trâm, Thảo Nguyên, Thanh Chi, Candy, Tuấn Minh. You all choose one. One is correct. Good job. Congratulations. Five, four, three, two, one. Gia Hân, Mộc Miên, Gia Hân, Minh Huế. Good job. You all choose number two. Good job, everybody. Next question. Five, four, three, two, and one. Now, what is the answer for this question? One, that's good job. This is and that is. Five, four, three, two, and one. Cô nhận được kết quả từ các bạn Phương Nhi, Gia Hân, Mỹ Hạnh, Bảo Trâm, Thùy Trâm, Candy. You all choose number one. Those are my pens. Good job. Chúng mình có số nhiều đúng không nhỉ? Chọn those. Next. Five, four, three, two, one. Mộc Miên, Bảo Trâm, Thùy Trâm, Thanh Chi, Mỹ Hạnh, Tuấn Kiệt, Candy. Choose number one. Tiến Hùng, number one. And it is correct. Good job. We are in the first place. Next. Five, four, three, two, and
One. Tiến Hùng, Thùy Trâm, Mộc Miên, Thanh Chi, Candy, Tuấn Minh, Bảo Trâm, Hannah, you all choose number four. For number four, it is a school bag. Good job. Next. Now, one, two, three, or four. Phương Nhi, Thùy Trâm, Thanh Chi, Gia Hân, Hannah, Tuấn Kiệt. Choose number one. It is, what is this, Phương Nhi? It's a pencil case. Pencil case, really good job. Next question. Quickly, everybody. Yes? Five, four, three, two, one. Huế, what is your answer? Thảo Nguyên, Candy, Hannah, Bảo Trâm, Phương Nhi, Thùy Trâm. Cô đã nhận được kết quả. Huế, Huế, can you answer? What is this? What are these? These are... bạn... Yeah, okay. Mộc Miên, can you help her? These are my pens. Pens. These are my pens. Really good job. Now, next question. Tiến Hùng, Phương Nhi, Tuấn Minh, Gia Hân. Yes, you choose the odd one out. Tìm từ khác loại. Thảo Nguyên, Candy, you all choose number two. Bây giờ cô mời một bạn giải thích giúp cô. Hùng, tại sao chọn two? This. Con thưa cô, vì this là nhỏ, kiểu một đồ vật nó nhỏ. Còn those với this là đồ vật nó nhiều ạ. This là có duy nhất một thôi. Còn these và those là có nhiều. Đúng nhiều. Không nhỉ? Vậy nên this là từ khác biệt. Good job, boy. Good job everybody. Chúc mừng những bạn có câu trả lời số 2. Now, let's see how many students can answer. Tiến Hùng, Phương Nhi, Candy, Mỹ Hạnh, Thanh Chi, Thảo Nguyên, Tuấn Minh, Gia Hân, Tuấn Minh. Tuấn Minh just type one letter, one number, okay? 5, 4, 3, 2, 1. Everybody, what number? You choose number. One. What? Oh, sorry. Sorry, sorry. It's number one. Sorry, cả lớp cô ấn nhầm một chút. Lúc sau. Yeah. Now, next question. Now, these, my pencils. Is, are, or this? Now let's see. You, Tuấn Minh, Hannah, Thảo Nguyên, Gia Hân, Mộc Miên, Phương Nhi, Thùy Trâm, Thư, Tuấn Kiệt, choose are. Vì sao chọn are nhỉ? Các bạn nhỉ? Mỹ Hạnh, why? Bởi vì có số nhiều. Good job. This is my pen. One, two, or three. Gia Hân, what number is this? Number three. This is my pen. Good job. Good job, everybody. Next question. Five, four, three, two, and one. Okay, what is this, everybody? Bravo! Yes, and what is this, everybody? Pencil case. Pencil case. Các bạn lớp Bình rất nhớ bài. Good job. Next. Chúng mình đang đứng số 1. 1, 2, 3, 4. Number 3. 3. Chúng mình cùng check đáp án của các bạn ở trong phần chat nhá. Bạn nào chọn đúng number 3 nào? Tiến
Tiến Hùng, Thảo Nguyên, Phương Nhi, Hanna, Bảo Trâm, Mộc Miên, Thùy Trâm. Yes, just type one number. Các bạn chỉ gõ một đáp án thôi và cô đang thấy các bạn chọn đáp án số 3. Good job, chúng mình đã đi được 17 câu hỏi rồi. 3 câu cuối cùng đúng hết các bạn nhé. This is my... Wow. Các bạn mở chat. Duy Quang chuẩn bị mở chat cô xem. Cô xem đáp án của Duy Quang nào. Wow. Phương Nhi, Mộc Miên, Tiến Hùng, Candy, Thảo Nguyên, Duy Quang, what number? Bảo Trâm, Thùy Trâm, Thanh Chi, what number? One. What is this? This one. Is this my... pencil sharpener. Really good job. Good job everybody. Now next question, 19. Ruler. Don't say. 5, 4, 3, 2, and 1. Nguyễn Thùy Trâm, why you choose ruler? Why do you choose ruler? Yes. Vì sao nhờ các bạn nhờ? Nguyễn Thùy Trâm trả lời giúp cô. Vì nó không có chữ S. Oh, ruler có một thôi, còn các cái khác có nhiều. Oh, good job everybody. Chúc mừng những bạn có đáp án số 4. Câu hỏi cuối cùng chúng mình cố gắng chính xác này. Em cứ câu là A. No, don't say, Duy Quang, don't say. Nào, cô xem đáp án của Duy Quang trong phần chat nào. Wow. Hanna, Bảo Trâm, Duy Quang, Tuấn Minh, Gia Hân, Mục Miên, Thảo Nguyên. Choose number 2 and these are... Good job everybody, let's see. Chúng mình đang có bao nhiêu điểm đây các bạn ơi? Chúng mình đang đứng số... Đi coi đâu rồi. Yeah. Chúng mình đang đứng số 1 và chúng mình có cơ hội trả lời câu hỏi này lại lần nữa. 1, 2 or 3. Now, 5 em seconds. Em chưa có là 3. 1, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Chúng mình cùng đọc nào. Those are rubbers. Those are rubbers. Correct. Really good job. Chúng mình đang có bao nhiêu điểm các bạn ơi? 14.000 điểm. Yes. This is... Yeah. Chúng ta đang có 14.000 điểm và chúng mình làm đúng hết. Chúc mừng tất cả lớp mình. Các bạn hoàn thành rất là xuất sắc. Good job everybody. Ok. Yeah. Chúng mình đang đứng số 1 về cái điểm thi của phần này, được chưa nhỉ? Really good, boys and girls. Cô sẽ gửi link cho chúng mình, một link để chúng mình hoàn thành. Chúng mình em chưa có là cô chỉ cho em vào nữa. Yes. Chúng mình buổi trước cô gửi link World War và chúng mình có tham gia được đúng không nhỉ? Có bạn nào không biết tham gia không? Giơ tay cô xem. Em không tham gia. Em biết tham gia. Bạn nào biết tham gia giơ tay. Em quên, em khỏi tham gia. Yes, bạn nào biết? Yeah, ok, Duy Quang, be quiet. Bạn nào biết tham gia? Oh, một vài bạn thì biết, một vài bạn thì không. Ok, Thanh Chi, Trâm, Thùy Trâm, Huế, có biết không Huế? Mỹ Hạnh, Candy, Mộc Miên. Oh my god. Ok, vậy thì cô sẽ gửi link game về nhà cho chúng mình chơi vậy nhá. Rồi, bây giờ cô mời các bạn nhìn lên trên màn hình. Cô sẽ chữa cho chúng mình một bài test của buổi trước của chúng mình. Và sau đó thì cô sẽ chúng ta sẽ làm một bài test mới. Và hy vọng là kết quả của bài test đấy sẽ cao hơn các bạn nhá. Rồi, mời các bạn nhìn lên màn hình. Đây là bài test của cả lớp mình buổi trước. Bài test, thôi bài test của con. Tại sao con viết đúng mà nó quan trọng nhất ngoài là không ai vậy cô? Bài test của Thư làm sao con? Con viết đúng mà nó kêu là sai, nó sửa lại cho con cũng giống như trang con cô. Rồi, phần đấy cô sẽ kiểm tra nhé. Cô để họ chấm tự động cho chúng ta là phần câu trắc nghiệm, tức là A, B hay C hay D, được chưa nhỉ? Còn cái phần mà họ chấm cho chúng mình, cái phần mà họ chấm mà chúng mình viết chữ thì cô sẽ là người chấm cho chúng mình, được chưa nhỉ? Rồi, phần này là một phần bài tập của chúng mình đã làm và mời các bạn nhìn lên màn hình chúng ta sẽ chữa.
chúng ta sẽ chữa nhanh và cô sẽ gọi mỗi bạn một câu. Các bạn chú ý, bạn nào được cô gọi thì chúng mình sẽ bật mic trả lời nhanh các bạn nhé. Ok, let's see. Now, for reading parts, read and choose the best options. Number one, is that your pencil sharpener? Tiến Hùng. Tiến Hùng, number one. 5, 4, 3, 2, and 1. Tiến Hùng. You choose A, B, or C? Yes, it is là A. Ê, đúng không các bạn? Tuấn Minh có thấy đúng không Tuấn Minh? Yeah, rất nhiều bạn chọn A. Chúng mình có câu hỏi is that? Chúng mình có thể is that? Yes, it is là đúng. Câu này sai bởi vì yes lại có isn't, đúng không nhỉ? Và no, it is cũng sai. Đáp án của chúng mình là A. Thank you. Nào, number 2. Duy Quang, number 2, can you? Câu hỏi là gì để có câu trả lời is brown? Em thua con là em chọn cô A. Thank you. Candy, what is your answer? Em thua con là không chọn A, what color là gì? Your pencil. Yes, what color is your pencil? Your pen. Chúng mình hỏi về màu sắc, ở đây có màu nên chúng mình sẽ hỏi what color. Good job, boys and girls. Next, number 3, Thảo Nguyên. Alex, what do you do at break time? I play chess. Yes, good job. Bạn làm gì vào lúc rảnh, vào lúc ra chơi và tôi chơi cờ, đúng không nhỉ? Hai câu yes, no này không trả lời cho câu bạn làm gì. Good, thank you. Mộc Miên, number 4. Mỹ Hạnh, number 5. Mộc Miên, 4. Me. Con đọc cả câu lên. You're a boss. Me. Are those your rubbers? Yes, they are. Đúng rồi, ở đây hỏi số nhiều nên chúng ta chọn are those your rubbers? Good job. Number 5. Quickly. Mỹ Hạnh, Hannah, cô gọi rồi, con cứ đến câu 5 con trả lời nhé, Mỹ Hạnh nhé. 5 4 3. Con bật mic lên Mỹ Hạnh ơi. 2. May I go out? Con chọn gì? Con đọc cả đáp án lên. Em đưa con gì ạ? Thì yeah. No you can't. No, câu này có phải là you can't đâu. No you can mà câu này chưa chính xác. Đáp án của mình. Yes, you can. Được, bạn làm được. Được, có thể làm. Đúng chưa nhờ? Có bao nhiêu bạn chọn đúng các đáp án A, A, C, B, C? Giơ tay cô xem. Phương Nhi, Tiến Hùng, Tuấn Minh, Thảo Nguyên. Ok, good job. Rồi, mời các bạn bỏ tay xuống và các bạn tắt mic. Khi nào cô gọi thì các bạn bật mic lên nhá. Next. Phần này tương đối dễ, cô mời Huế 6, 7, Thanh Chi 8, 9. Huế trước, 6, 7. Ê, con có trả lời được không Huế? Dạ. Rồi, ok, thế thì cô mời Gia Hân giúp cô. Em đang cô. That your school. Yes, con cứ đọc đi. That's your school. You cho được không? Cô có you, my và you. Con chọn that's my school you. Hay that's you school? That's my, that's you school. My có từ đâu?
That's my. Bạn chọn my with you. Rồi, ok, các bạn cứ trật tự để bạn ấy trả lời xong rồi cô chữa nhá. Rồi, câu số 7 con chọn gì? Zil là bạn. Rồi, rồi, các bạn ơi, các bạn tắt mic giúp cô. Cô sẽ chữa sau khi bạn ấy trả lời, vậy nên là các bạn trật tự nhá. Nào, câu số 7 con chọn gì? Cô vừa gọi xong bây giờ lại không trả lời à? Rồi, thế thì cô chữa luôn. Ừ, con đọc đi. Câu số 7 là What color your pencil is blue? Đấy, có một vài bạn giơ tay và cô biết rằng có bạn có đáp án khác. Phương Nhi giúp cô câu số 6. Thưa cô, câu số 6 là That's my school. Sao không phải that's you school hả con? Đúng chưa học con mà. My school của tôi, trường của tôi đúng không nhỉ? Ở đây nếu muốn nói trường của bạn, chúng ta cần phải nói là that's your mới là trường của bạn, được chưa nhỉ? Vậy nên câu này có chữ your chứ không phải chữ you. Đây là câu sai về chính tả, chúng ta phải chọn đáp án my, tức là đáp án A. What color, câu số 7 là chính xác. Đây câu hỏi, câu trả lời về màu nên câu hỏi sẽ hỏi what color. Yes. Câu số 8 chỉ chi, right? Chi. Yeah. Yeah. What do you ask break time? I play football. Yay. What do you do? Con đọc thiếu một câu, một từ nhá. Rồi, câu số 9 thì con trả lời sao? Thanh Chi. Is that your pencil case? Ok. Vì sao chọn y that mà không chọn that is hả Bảo Trâm? Cô giáo gửi thì tin nhắn gì? Cô không gửi tin nhắn gì và các bạn trật tự nhé. Cô đang hỏi bạn Bảo Trâm vì sao là is that và mà không phải là that is. Các bạn đã có câu trả lời chưa? Bảo Trâm chưa thấy bật được mic. Dạ, yeah, con nói đi. Đây là câu hỏi, không phải là câu trả lời. Chính xác, nếu là câu trả lời chúng ta dùng that is cộng với đồ vật. Còn nếu là câu hỏi chúng ta dùng is that để hỏi. Good job. Thế con trả lời luôn giúp cô. Câu này con chọn yes hay là no it is đây? Con cho cô yes ạ. Yes, it is. Good job. Đáp án của chúng mình đây. Ok, có bao nhiêu bạn làm đúng hết 5 câu, từ câu 6 đến câu 10? Giơ tay cô xem. Phương Nhi, Tuấn Minh, Thảo Nguyên, Tiến Hùng, Thùy Trâm. Good job. Thank you, put your hands down. Thanh Chi cũng làm đúng, ok. Sang câu 11, 12 chúng ta sẽ nối cô mời. Bạn nào nhờ? Tuấn Kiệt giúp cô 11, 12, Lê An 13, 14, 15. Tuấn Kiệt. Con thưa cô là ít. Dạ. Các bạn có nghe rõ bạn nói không? Không ạ. Không ạ. Hello Tuấn Kiệt. No. What color is your? It's brown. What color is your ruler? It's brown. Thế câu 11 con chọn gì đấy? Câu 11 con chọn A. Tuấn Kiệt ơi. Rồi, ok. Lê An giúp cô câu 11 nào. Lê An giúp cô câu 11. 5. Is your library big? Con chọn gì? Con chọn A. A? No, it isn't. It's small. Hùng có đồng ý không hả Hùng? Yes. Yes, good job. Thank you. Nào,
Thế Lê An từ nãy cô mời làm giúp cô đúng không? Thế Lê An làm giúp cô 13, 14 nào. Candy 15. What do you do at break time? Uh-huh. I play basketball. Good job. Next. Do you like hide and seek? Yes, I do. Good job. Ở đây chúng mình có hai phần yes, it is và yes, I do. Rất nhiều bạn có thể nhầm lẫn. Chúng mình chú ý cho cô, đầu câu này có do thì câu trả lời yes cũng phải là do. Được chưa nhỉ? Cho nên, do you like hide and seek? Yes, I do. Thế cuối cùng, Thư. She, 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 she. Quiet, Thư, listen to Candy. She, she, all girls, con đọc giúp cô, Candy. Các bạn, bạn Thư không bật mic à? Rồi, thế chúng mình còn câu cuối cùng. Are those your books? No, they aren't. Yeah, chúng mình đang có 5 câu trên màn hình. Có bạn nào hỏi thắc mắc gì không? Bạn nào đúng hết cả 5 câu này giơ tay cô xem. Lát cô check đáp án. Phương Nhi, Thảo Nguyên, Tiến Hùng, Thùy Trâm vẫn đúng à? Duy Quang có đúng không? Thanh... Ok, Thư, Lê An, good. Thanh Chi, good. Ok, Bảo Trâm, good job. Nào, ok, thank you, put your hands down. Còn bài nào khó nữa không nhỉ các bạn nhỉ? Bài này có khó không? Không ạ. Yes, câu đầu tiên của họ cho chúng mình. Hello, Kim, this is my school. Chúng mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Chúng mình sẽ nói cái gì tiếp theo? Hey Kim, is your school big? Is your school big? Sẽ là number one. Chính xác, vì người ta hello mình thì mình chào lại đúng không nhỉ? Tiếp tục, nếu như hỏi is your school big thì chúng mình sẽ trả lời thế nào? Yes, my school is big and that's my playground. Yes, good job. Thế là đáp án tiếp theo sẽ là number 2D. Next, that's the playground. Next, what is this? What's next? Who can? Thảo Nguyên giúp cô nào. Number 3, that's the playground. What else? The playground is clean. What do you do at break time? Good job. Thank you. Next, Bảo Trâm number 4. Bảo Trâm. Dạ. Tiếp theo I play football with my friends. What do you do at break time? Và chúng mình sẽ trả lời. I play football with my friend. Do you like skipping? Good job. Do you like skipping? Thank you. Và chúng mình còn câu cuối cùng. No, I don't. I like skating. Sẽ là câu số 5. Được chưa nhỉ? Ok, good job everybody. Chúng mình chỉ nhớ rằng là ở bên trên họ hỏi gì hoặc nói về chủ đề gì thì bên dưới chúng mình sẽ tìm câu và có chủ đề tương tự. Được chưa nhỉ? À, đối với bài này thì có một vài bạn làm chưa chính xác lắm 1 đến 2 câu. Vậy thì cô sẽ mời bạn Tuấn Minh giúp cô bài này nhá. Em đọc câu 1 là Music Room. Yes, con cứ nói đi. Next. Con đọc cả đoạn văn. Câu 2 là con đọc cả đoạn văn lên. This is the music room. Tiếp tục con đọc luôn. It's big and it's big and black. The These music are room. My pencils. The music room is big and black. New. It's big and
and new question. Yes, and new. Next, new. These are my. These are my pencils. Hmm. Good. Next. They are black. Good job. And last one. And this is my ruler. It's low. It's long. Good job. Đáp án của chúng mình đã có trên màn hình nhá. Chúng mình sẽ dựa vào nghĩa để hoàn thành phần này. Phần này dễ đúng không các bạn? Cô xem còn phần nào khó thì cô sẽ chữa, còn phần dễ thì thôi nhá. Chúng mình sẽ đọc phần này và trả lời. Các bạn có làm được phần này không? Cô ơi, cô làm được một phần này. Yeah. Cái gì hả Thư? Và cái phần khác cô có cho cái phần mà cái phần mà viết chữ cho đúng không cô? Cô có nhớ chúng mình có bài đấy, yên tâm là cô sẽ chữa được chưa nhỉ? Cô đang chữa phần này đã. Đối với bài part 2 này, họ bảo chúng ta đọc lại cái đoạn văn bên trên và sau đó trả lời. What is his name? His name is Jim. Is the music room big? Các bạn có nhớ câu trả lời sẽ là gì không? Thảo Nguyên nhớ không? Is the music room big? Ở đây chúng mình có it's big and chấm chấm chấm. Vậy thì the music room big đúng hay sai hả con? Yes, chúng ta sẽ trả lời yes it is. Bây giờ họ lại hỏi is the music room old? Mỹ Hạnh. No it isn't. Good job. Thank you. Đó, chúng mình sẽ dựa vào thông tin ở bên trên này và chúng mình sẽ trả lời. Cô xem nào. Bài này có khó không các bạn? Duy Quang giúp cô câu 11. Minh Huế, ok. Thanh Chi 12, Gia Hân 13. Mời Duy Quang câu 11. Em thử con là What do you read the Chúng ta có câu hỏi What do you do at break time? Bạn làm gì lúc rảnh rỗi? Thank you. Câu số 12 nào? Dâu are your pencil sharpener? Gần chính xác rồi. Ở đây là câu hỏi, vậy nên con sẽ không đọc là those are. Câu hỏi thì con phải đảo. Are those your pencil sharpener? Good job. Are those your pencil sharpener? Really good job. Thank you so much. Now, number 13. What color is your lunchbox? What color is your lunch box? Good job. Lunch box. Yes. Now, câu 14. Cô mời bạn Tuấn Kiệt. Five, four, three, two. Do you like lemon pop? Do you like Yes, chính xác. Do you like blind man's bluff? Really good job. Đây là câu hỏi đúng của chúng mình. Chúng mình đã học về mẫu câu hỏi ở bài số 10 rồi, đúng không nhỉ? Và câu cuối cùng, câu này chúng mình nhìn thấy có phải là câu hỏi không? Không, bởi vì chúng mình không nhìn thấy dấu hỏi chấm. Vậy câu này sẽ làm thế nào nhờ? Bạn nào giúp cô câu này nào? Bạn nào biết câu này giơ tay cô xem. Thảo Nguyên giúp cô câu này. My school mẹ ơi. Is big and new. My school is big and new.
is big and new hoặc là my school is new and big. Câu này hai câu cô đều chấp nhận. Thank you so much. Các bạn làm bài tương đối tốt. Phần này. Đến phần tìm một từ để điền vào chỗ trống, cô mời Mộc Miên giúp cô. 16, 17, 16 and 17. Mộc Miên. Five. What color is your pen? Mm-hmm. It's black. Yes, good job. It's black. 17. Is this your lunch? No, it isn't. Really good job. Thank you so much. Hannah, 18, 19. 5, 4, 3, 2. Hannah, 18. What do you do at break time? Good job. What do you do at break time? And number 19? I say your kiss. Not really? Okay. Nào các bạn nhìn vào đây cho cô, chúng mình có câu trả lời. Are those your pencil case? Và cuối cùng câu 20, cô mời bạn Lê An. 5, 4. Do you like skating? Do you like? Do you like skating? Đây là đáp án của chúng mình nhá. Đúng rồi, thank you so much. Các bạn nhớ bài tương đối tốt. Ok, rồi, thế thì bây giờ cô sẽ cho chúng mình làm một link bài tập mới. Và dựa trên những cái phần mà cô đã hướng dẫn và cô gợi ý cho chúng mình cách làm rồi thì chúng mình biết cách làm rồi. Mời các bạn mở chat box giúp cô nhá. Các bạn nhìn thấy link của cô chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ các bạn nhìn lên màn hình đã. Cô hướng dẫn qua nào. Các bạn ơi, bạn nào không nhìn lên màn hình cô hướng dẫn tí nữa không được hỏi được nhá. Rồi, chúng mình có phần question number 1, A or B. Chúng mình sẽ nhìn vào câu hỏi và chúng mình chọn A hay là B. Ví dụ như, is that your pencil case? No, it isn't. Vậy thì chọn A hay là B là đúng. Chúng mình sẽ tích A hay B nhá. Sang đến câu 6 đến câu 10, chúng mình sẽ đọc và chọn số. Ví dụ ở đây, my book is blue. Chúng mình sẽ chọn tranh A hay tranh C hay tranh E. Các bạn sẽ ấn kết quả vào. Câu số 11 đến câu 15, chúng mình circle the correct sentence. Chọn câu viết đúng. Vậy câu nào là câu viết đúng? Ở đây có hai câu ví dụ, may I come in chấm và may I come in hỏi chấm. Vậy thì câu hỏi chấm là câu chính xác bởi vì câu này có dấu hỏi chứ không phải dấu chấm. Chúng mình chọn câu đúng cho cô vào phần này nhá. Phần 4 chúng mình có A, B và C. Chúng mình có be quiet sẽ là B. Vậy thì có câu như thế này, chúng mình sẽ chọn tranh A hay tranh B hay tranh C. Các bạn vẫn tích cho cô A hay B hay C dựa vào cái câu mà chúng mình đọc được ở dưới bức tranh. Đối với phần writing, chúng mình sẽ... Cô sẽ đặt ở đây là A và B. A là đáp án đầu tiên và B là đáp án số 2 cho chúng mình đỡ phải gõ nhiều đáp án, được chưa nhỉ? Vậy cứ đáp án đầu tiên chúng mình là chọn A và đáp án thứ hai các bạn chọn B dựa vào hình ảnh này. Phần này chúng mình sẽ tìm từ điền thích hợp để câu có nghĩa. Phần 3 chúng mình sẽ điền từ, chúng mình đọc kỹ đoạn hội thoại. Câu này, 12, 13, họ hỏi gì, chúng mình trả lời gì, chúng mình điền từ gì. Và cuối cùng, phần số 4, chúng mình sẽ chọn từ sai và sau đó sửa. Câu ví dụ có these are my pen. Vì these are nên là không dùng my pen thế này mà phải là số nhiều, chúng mình thêm S. Được chưa nhỉ? Vậy câu 16 chúng mình làm thế nào? Who do you do at break time? Vậy chúng mình sẽ thấy từ nào sai, ví dụ như từ time sai chẳng hạn. Yes, nếu như từ time sai, các bạn viết từ time ra và các bạn gạch ngang, các bạn sẽ sửa từ time này thành từ gì? Các bạn hiểu chưa nhỉ?
chữ đầu tiên là chữ sai và chúng mình gạch ngang ra, chúng mình sửa chữ đấy thành chữ gì cho đúng. Các bạn hiểu chưa? Chúng mình hiểu chưa Thanh Chi? Rồi, bây giờ là thời gian cho chúng mình làm bài. Cô cho chúng mình 15 phút nhá. Mời các bạn hoàn thành. Các bạn đọc kỹ đề bài trước khi mà nộp bài nhá. Thời gian cho các bạn bắt đầu. Ok, một phút đi. Hình như có vẻ hơi mở. Is that your pencil case? Thôi cô, lớp đang học gì ấy? Lúc nãy con hết pin con Ara. What color is your lunchbox? Phương Nhi tắt mic giúp cô. Tất cả các bạn tắt mic cho bạn làm bài. Rồi, Phụ Thanh Chi ơi, cô gửi link cho các bạn làm test ở trong phần chat. Con mở chat ra, cô gửi lại link cho con nhé. Vâng ạ.
Cô ơi, cô cái bài con thấy kỳ kỳ cô. Tự nhiên à, làm đi. Bài nào hả Thư? Bài số mấy con? Dạ Thư cô là bài hát 2 đó đó cô. Đây hả con? Dạ. Yes. Cổ của con từ đâu mà nó thành từ bay luôn rồi cô. Từ nào nhỉ? Từ đâu á cô? Thôi cô, con làm đúng mà tại sao còn người ta lại bảo con là không trên 3 vậy cô? Cô không cho họ chấm điểm tự động mà cái này cô thu kết quả của chúng mình về cô chấm con ạ. Khi nào cô chấm điểm thì chúng mình sẽ có điểm, được chưa? Bạn dạ. Thư nói Thư hỏi cái gì nhà Thư nhỉ? Ở đây họ cho con 5 từ và con sẽ chọn từ để điền vào đây. Con chọn từ nào để điền? Câu số 6 con chọn từ are hay từ they hay từ what hay từ is hay từ do? Thư hiểu không? Con hiểu nhưng mà câu số 7 của con hình như cái máy của con bị gì đó. Từ do mà nó hiện ra là từ be với từ why á cô. Câu số 7 của các bạn khác có vẫn thế này đúng không nhỉ? Hùng từ nãy làm xong rồi đúng không Hùng? Hùng ơi, Hùng làm thấy có vấn đề gì không con? Bài phần 2 La Mã này. Ông ạ, con có làm sao đâu ạ? Ừ. Thế thì Thư nhờ mẹ lốt lại mạng nhé con nhé. Có thể là mạng nó hơi yếu một chút cho nên là nó chưa lốt hết đề bài và chưa lốt hết đáp án cho con. Các bạn khác vẫn đang làm bình thường. Con nộp rồi ạ. Yes. Cô chờ chúng mình thêm 4 phút nữa cho chúng mình nộp bài nhé. Bạn Tuấn Minh đang làm câu bao nhiêu rồi Tuấn Minh? Phương Nhi đang làm đến câu bao nhiêu rồi Phương Nhi? Phương Nhi làm đến câu bao nhiêu rồi? Con làm xong rồi cô ạ. Có Phương Nhi làm xong rồi này. Thùy Trâm làm đến câu bao nhiêu rồi con? Có bạn nào hỏi và thắc mắc gì về phần này không? Phần bài tập này không? I finished teacher. Yes, rất nhiều bạn đã finish. Yeah. Có thể nhìn thấy trên màn hình cô đã nhận được kết quả của Mộc Miên, Tiến Hùng và Phương Nhi. Các bạn khác chúng ta còn khoảng hơn 2 phút nữa hoàn thành. Vậy thì cô sẽ cho chúng mình dừng buổi học tại đây. Và các bạn nào chưa hoàn thành chúng mình sẽ hoàn thành nốt. Đầu buổi sau cô sẽ gửi, đầu buổi sau cô sẽ mở cái phần chữa này và cô chấm điểm cho các bạn. Đồng thời là cô chữa cho các bạn nhé. Ok, được chưa nhỉ? Chúng mình sẽ chữa vào buổi sau. Bạn nào chưa hoàn thành thì chúng mình sẽ hoàn thành nốt rồi chúng mình nghỉ nhé. Ok, và chúng mình nhớ cô sẽ gửi link cho chúng mình luyện tập thêm ở nhà. Các bạn hoàn thành cho cô bài tập thêm đấy, buổi sau cô sẽ chữa luôn để cho chúng mình làm bài tốt hơn nhá. Ok, you say goodbye teacher everybody. Goodbye teacher. Bye bye, see you. Goodbye teacher. Bye bye.